em tao không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nhưng mà bước cùng nhau trên chặng đường dài, tương lai dù sai vẫn không nói phiền. Chỉ cần động một thằng bọn tao thì bảy mũi lao còn lại đồ chiến. Dù anh Ti có luôn soi mói thì anh em tao vẫn chung một thuyền, vì đó là cách sống anh em bọn tao, dẫu thất bại thì vẫn đi. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, nó nước mới trời làm ta mê say. Cái rồn thiệt nó. Cứu em với, anh Siro ơi! Giảm vào TNT, rồi nhảy lên đây! Ok anh! Cảm ơn anh nha! Đù, Kuron trốn đâu rồi? Tìm nó coi! À, kia! Đúng là nó rồi! Ok, bây giờ chúng ta phải nhảy lên trên đấy! Gì chứ, nhảy đối với em quá đơn giản! Ừ, anh đếm 2, 3 rồi bắt đầu nhảy nha! Đợi em khởi động cái. Nhảy, nhảy đi, nhảy đi, nhảy đi. Tăng, 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 tăng. Nhảy đi bậy. Tăng, 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 tăng. Điên hả anh Vi? Đùa xíu, làm gì căng. Coi anh bắt cua với TNT đây này. À, à. Đừng nghịch dại nhá, Vít. Ha 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 ha.